Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Tối mùng 8 tháng 6, bản tin thời sự 19 giờ của VTV1 gây chú ý khi có sự xuất hiện của ông Thích Minh Tuệ. Cuộc phỏng vấn của VTV thực hiện sau 7 ngày ông Thích Minh Tuệ ẩn tu. Ông cho biết tinh thần sức khỏe vẫn tốt và tiếp tục học tập theo lời Phật dạy. Ông hy vọng khi mình ra đường, mọi người đừng tập trung đông gây ách tắc và ảnh hưởng việc tu tập. Sự xuất hiện của ông Minh Tuệ trên báo chí, nói rõ về tình hình hiện tại của ông là cần thiết vì dư luận rất quan tâm đến ông. Không phải bây giờ mà nhiều lần trong khi bộ hành khất thực có đông người đi theo, ông Minh Tuệ khuyên ngăn mọi người về làm công việc của mình, chúng tôi không cần ai đi theo nữa. Ông Minh Tuệ giải thích, đi theo đông người vừa mất trật tự, vừa không an toàn giao thông. Khi ông Minh Tuệ dừng bộ hành, nhiều ý kiến bàn luận ủng hộ sự ẩn cư nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng ông bị ép buộc dừng tu tập. Nhưng nếu quan sát sẽ thấy rõ, đông người đi theo ông Minh Tuệ sẽ nảy sinh nhiều vấn đề về trật tự xã hội. Chỉ mới đến Huế, đã có hơn 70 người, ba y một bát theo ông, có người tử vong vì sốc nhiệt. Nếu tiếp tục như vậy, số người theo ông khất thực sẽ lên đến 100 người, nghìn người, trong đó không biết thật giả thế nào. Tu theo pháp môn hạnh đầu đà, con đường mà ông Minh Tuệ đang đi, thế gian có được mấy người. Thử hình dung, hàng trăm, rồi hàng nghìn người ôm bát khất thực theo ông minh tuệ thì chuyện gì xảy ra ngay cả chuyện vệ sinh môi trường nơi họ trú qua đêm cũng là chuyện lớn bà con cúng giường cho vài người vài chục người còn được cả nghìn người lại là chuyện không đơn giản chưa kể số người theo ông minh tuệ khi đoàn đi qua các địa phương bà con phật tử người hiếu kỳ các nhóm kinh doanh lao vào số người sẽ lên đến hàng vạn tình hình sẽ rất phức tạp một số youtuber, tiktoker khai thác tối đa các thông tin về sư Minh Tuệ, làm phiền gia đình bố mẹ của ông. khi ông Minh Tuệ ẩn cư, họ dựng nhiều clip thật giả lẫn lộn để nói về sự xuất hiện của ông. ở đây rõ ràng là chuyện làm ăn, kiếm tiền, không phải vì yêu mến ông thích Minh Tuệ. người thực sự tôn kính và muốn thực hành một phần trong những điều ông Minh Tuệ nói về tốt đẹp và hạnh phúc, ngồi ở nhà thành tâm thay đổi, không cần kéo theo, chen chúc cúng dường như vậy. hãy để ông Minh Tuệ ẩn cư như ông nói tinh thần sức khỏe của con vẫn tốt vẫn đảm bảo để học theo lời phật dạy được đã là bậc chân tu thì ở đâu cũng có phật trong lòng đã là người đạt đạo thì ở đâu cũng là tự do và giải thoát